Xin chào các anh em, hôm nay tôi sẽ trả lời câu hỏi của các anh em là Tùng Vàng Luxury có bán hàng có uy tín hay không, và Tùng Vàng Luxury có bán hàng có bán chiếc điện thoại Vertu chính hãng nội vỏ hay không. Có nhiều anh em đặt câu hỏi là nếu mà có ngân sách khoảng từ 30 đến 50 triệu đồng thì nên mua điện thoại Vertu ở đâu, và có ngân sách khoảng từ 300 triệu đồng trở lên thì nên mua điện thoại Vertu chính hãng ở đâu. Thì hôm nay tôi sẽ trả lời các anh em câu hỏi đó. Tôi là Phạm Văn San, tôi là chủ của TN Mobile. Thì tôi đã có 11 năm kinh nghiệm để bán những chiếc điện thoại Vertu như này rồi. Thì hôm nay tôi sẽ trả lời các anh em là có một số anh em đã mua điện thoại Vertu ở Luxury VIP ở chỗ anh Tùng Vàng, và rất là băn khoăn không biết là nó có phải là chính hãng hay không, và đã mang qua TN Mobile để kiểm định. Và tôi đã kiểm định rất là nhiều nhiều máy, những cái máy mà có dán tem của Luxury VIP ấy, của bên chỗ anh Tùng Vàng ấy, thì tôi kiểm tra 100% đều là máy chính hãng chuẩn zin, và tôi đánh giá là chỗ bên chỗ anh Tùng Vàng là bán điện thoại rất là uy tín. Và cho đến hiện nay cho đến thời điểm này thì là bên chỗ anh Tùng Vàng là chưa kinh doanh cái dòng điện thoại Vertu chính hãng nội vỏ. Nếu mà các anh em mà có ngân sách khoảng từ 300 triệu đồng trở lên thì mua điện thoại Vertu chính hãng ở chỗ bên anh Tùng Vàng thì tôi đánh giá rất là uy tín và chúng ta có thể yên tâm được. Như chúng ta đã biết là Vertu chính hãng độ vỏ với cả Vertu thì nhìn hình thức bên ngoài thì nó như nhau, không không có gì là khác nhau cả. Chỉ có những cái thợ chuyên gia như tôi là nghệ nhân chế tác Vertu, chứ thợ chuyên gia như tôi đến khi mà tháo ra ở bên trong và kiểm định thì mới biết được là Vertu nào là chính hãng, Vertu nào là chính hãng độ vỏ thôi. Bởi vì cái ruột của những chiếc điện thoại Vertu này đều như nhau hết, phần mềm như nhau và hiển thị lên trên màn hình đều 100% như nhau hết. Chỉ có những thợ như chúng tôi thôi. Còn đâu nếu mà các anh em mà có ngân sách khoảng độ từ 30 đến 50 triệu đồng mà muốn sở hữu cho mình những chiếc điện thoại Vertu không kém cạnh so với hàng chính hãng thì có thể qua TS Mobile, có thể liên hệ với chúng tôi thì chúng tôi là đang là số 1 ở Việt Nam về cung cấp các dòng điện thoại Vertu Signature S chính hãng nội vỏ như này. Và chúng tôi cam kết là main điện thoại chính hãng, nếu mà không phải main điện thoại Vertu chính hãng thì đền luôn 500 triệu đồng cho các anh em mà phát hiện ra không phải là main chính hãng mà bán hàng giả hàng nhái. Một chiếc điện thoại Vertu này nó không đơn đơn giản nó chỉ là một chiếc điện thoại thông thường để nghe gọi đâu, nó hoàn toàn không phải như vậy. Mà chiếc điện thoại Vertu này nó là cái vật mà chúng ta có thể thể hiện đẳng cấp của mình một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần rút điện thoại trong túi quần ra thì không cần biết các anh em là ai, không cần biết các anh em đang làm việc gì, và không cần biết các anh em ở đâu, không cần biết các anh em có bao nhiêu tiền, mà chỉ cần rút chiếc điện thoại Vertu này ở trong túi quần ra thôi thì tất cả mọi người đều mặc định anh em là người thành công, là thành đạt đấy. Và khi mà có chiếc điện thoại như thế này thì chắc chắn một điều là anh em sẽ vô cùng đẳng cấp và vô cùng ấn tượng trong mắt của mọi người khác, anh em sẽ được nâng tầm một cách cực kỳ nhanh chóng. Nếu mà anh em mà có ngân sách khoảng độ 30 đến 50 triệu đồng mà muốn bỏ ra ngân sách tầm đấy để mua điện thoại Vertu thì có thể liên hệ với chúng tôi. Còn nếu mà các anh em mà muốn mà có khoảng ngân sách khoảng từ 300 triệu đồng trở lên thì các anh em có thể chọn Tùng Vàng Luxury là một nơi bán hàng rất là uy tín để mua điện thoại Vertu chính hãng zin nguyên bản. Đấy. Nếu mà các anh em thấy cái video này hay và bổ ích thì hãy like, hãy share, hãy comment và hãy ấn subscribe để tôi có thể chia sẻ anh em thêm nhiều kiến thức về chiếc điện thoại Vertu nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em.